thuyết như vậy là không có trúng, là tại vì cứ trúng cái chúng sanh này thôi mà không trúng chúng sanh khác. Thấy không? Cái lỗi bây giờ tại sao trường phái thiền mà đã kích Tịnh Độ, Tịnh Độ đã kích thiền, rồi Mật Tông đã kích mấy trường phái khác, là tại vì cái nhìn nó không có được viên dung thôi. Thấy không? Mấy ông tổ trên cao chưa bao giờ ai đã kích hết, không giờ đã kích hết, tại cái nhìn nó không viên dung rồi. Nãy giờ nói cho tụi lâm việc hiểu biết tôi muốn nói gì không vậy? Không hiểu tôi nói gì vậy? Tức là cái cách mà được đạt hạnh phúc á, là quý vị phải đổi cái quan niệm trong người của quý vị lại. Cái này quý vị sở dĩ quan niệm vậy là nhìn một cái pháp nó chỉ có một được một cái cạnh thôi, nó thiên kiến lên, nên chính bị nó ràng cái xiết của quý vị. Khi quý vị nhìn thấy bên này nó cũng có, bên kia cũng có, thì thấy là cái bên này nó mâu thuẫn cái bên này, nhưng mà nó làm cái viên dung toàn hảo. Nên mình, cái tâm của mình thấy nó nhiều khía cạnh, nên khi mình bị khía cạnh này nó soi chuyển, nó áp đảo làm buồn rầu, thì mình quay vô khía cạnh này mà nhìn, thì hạnh phúc có thể xuất hiện bên đây nè. Thấy không? Không có pháp nào mà thuần là khổ và không có pháp nào thuần là vui hết trơn á. Thấy không? Chẳng tôi nói ngày tu ngay tu thiền mà kia bị thiền nó ràng buộc cũng là khổ nữa, thì nó có cái khổ cái vui nó ảnh hưởng đi song hành á. Cái gì mà hạnh phúc thật sự á là cái gì phải tập lại cái lối nhìn một cách pháp, đừng có dính mắc vào những cái thiên kiến của nó, là chấp trước của nó chỉ có một cái tánh đó thôi. Thấy không? Bây giờ tôi nói không nói nhiều, không nói nhiều á. Ngay lôi mình giảng cái nói tụ tình độ thì mỗi thầy có một quan điểm khác nhau. Thấy không? Mà mỗi thầy có quan điểm khác nhau á, mà đụng chuyện nhau thì sao? Cãi vô rừng trời hết rồi á. Đâu có thầy chịu quan điểm thầy kia trúng đâu. Bảo đảm gì vậy đó. Chính với thầy còn bị mà. Là lý do tại sao? Là tại mình nhìn cái pháp nó dính có mất hôm nay không à. Người ta nhìn đang lại viên dung á, là sẽ hòa hợp được, nó là một cái nhất thể. Thì cái người học như vậy mới đúng là cái người học để mà áp dụng được tất cả mọi trường hợp. Thấy không? Quý vị đây sở dĩ một cái khổ, sở mà vị đau khổ là để nó nói là có một cái gì định gọi là thiên chấp. Hay mà nó có chấp chặt và cái định kiến. Mà cái định kiến á, theo quan điểm của đạo Phật á, tức là có cực đoan. Cực đoan thiên về cái bên phải hay bên trái. Nó mà không biết hồi nào tới giờ các pháp nó có cả phải cả trái. Thành ra gia đình á, cứ nhìn ông chồng mình là phải muốn ông chồng mình vậy đó. Ông chồng nhìn mình bà vợ gì đó thì rõ ràng là nhìn có một kiểu à, bà vợ đâu khác cái đâu có được rồi. Mình sửa, mình có hạnh phúc mình phải sửa cái đó đó. Sửa cái nhìn đó đó thì mình hạnh phúc. Mình thực sự không hoàn toàn cái gì là xấu. Một người mà thực sự là xấu á thì có người khác vẫn nhìn họ tốt à. Chưa cái người nào mà nhìn xấu hết trơn á. Thấy không? Cái đẹp cũng vậy, cái phải cũng vậy. Thấy không? Cái phải của mình tư bản á thì bên cộng sản là trả lắc hết trơn á, mình xấu hết, còn chuyện không có thấy cái nào mà và trong cái đó. Thấy không? Thì bên nào trúng đây? Hai bên rõ ràng là hai bên ra là bị ràng buộc bởi cái định kiến của mình, cái thiên chấp của mình, mà hai bên bị đau khổ hết rồi. Thấy không? Có người đứng ở giữa họ xả bỏ được. Lúc mà bên này nó nặng quá thì họ đem cái bên này họ trung hòa thì họ sẽ cảm thấy yên ổn hơn. Cái an lạc và hạnh phúc á là cái quay tự rồi xét cái mình để chỉnh cái nhìn sai lệch đó thì hạnh phúc thật sự xuất hiện như quý vị. Rồi hiểu ý đó không? Bây giờ chỉnh gì? Mà biết suy nghĩ căn cứ vào cái gì không? Chị nghĩ chỉ có hai cái thôi, có suy nghĩ và không có suy nghĩ, có cái để mình suy nghĩ và không có cái để mình suy nghĩ, nó rõ là hai cái đó cực. Làm sao đứng ở giữa hai cái đó đó, tức là không phân biệt, tức là sao không xả cái nào nha, bởi vì cái bản thể hai cái đó nó là chung, như bên này nó hiện ra thì bên này nó ẩn thôi chứ nó không có mất, thành ra phải tôn trọng cả hai bên, nhưng mà không dính bên nào hết trơn á. Cái này nó gọi là giống là trung đạo là gì đó, trung đạo tức là vượt qua hai cái đối cực, thấy không? Chẳng hạn như phải và trái tranh đấu nhau chỉ có phải trái thôi chứ đâu có gì đâu, thấy không? Phải đối với cái quan niệm này á, đối với một cái tập thể đa số này thì trái đối với một số người khác, thấy không? Vì phải trái bản thể nó không có cái gì thực chất hết đó. Khi mình đứng ở giữa để mình nhìn mình dung hòa đó, thấy không? Thì mình sẽ chấp nhận nó trong cái môi trường nào và mình sẽ xả bỏ nó trong môi trường nào, nó gọi là không dính mắc. Không dính mắc mới xả được. Thấy không? Còn cái tâm mình mà dính mắc cái gì rồi đó là không bao giờ xả được hết trơn đó.
là sao đi học tâm không dính mắt, học sao học học cái đâu không dính mắt. Và thầy quán ở đâu vô thường này hả? Quán đó là vô thường. Quán vô thường là dính mắt là vô thường chứ làm gì không dính. Cái thằng nó khổ sở đó, cái anh quán vô thường là khổ lắm, mấy anh cái là tôi đang đạo ông khổ lắm, bởi thấy các pháp nó vô thường quá đi, nhiều khi còn muốn xả bỏ thân mạng nữa, khổ nó chịu không nổi luôn à. Thấy không? Bị anh vô thường nó xiết đó, vô thường nó xiết, thấy cái gì nó có rồi nó bắt cán quá, không có đời không có ý nghĩa gì nữa, thấy không? Phải quay trở lại con người mà nó đặt câu hỏi, mỗi người dính mắc một cách nên không có một cách nào dứt khoát hết trơn á. Hỏi là cái cuộc sống mình là cái gì, quan hệ mình là cái gì, tại sao nó có hạnh phúc nó xảy ra cho mình mà không xảy ra người khác. Quý vị phải giải quyết những cái mấu chốt đó. Đạo là tìm cái gì? Tìm ngay chính trong cái đời sống của mình. Mình phải quay ngược lại mình chứ không có nhìn ra người ngoài. Thấy không? Nãy giờ mình giới thiệu là người ngoài người kia, nhưng thực sự mình xoay lại mình. Cái công việc làm mình đúng nghĩa như vậy, cuối cùng nó đưa mình tới đâu? Cái hành động cư xử nó năng của mình như vậy đó, cuối cùng nó đưa cho mình tới cái gì đây? Nó đưa cho mình tới một cái sự đạt được một cái sự tốt đẹp, hay là đưa mình cho một cái gì ngang trái? Thấy không? Đó, bây giờ mình có quán xét lại coi những cái đó mình làm nó có ý nghĩa hay không có nghĩa, tại sao nó có ý nghĩa không nghĩa. Bây giờ có gì đặt lại câu hỏi quay trở lại mình không? Có. Hay là quý vị nghe ai nói gì tin làm đó hả? Nghe cái gì mà quay trở lại mình, nó thật sự là nó là đạo đúng nghĩa, tại vì đạo là cái đời sống mà mình không có giải quyết được cái nội tại của mình đâu à, thì cái nhìn của mình nó luôn luôn là nó chấp à. Thành ra mình phải quay lại để biết rằng mình đang dướng mắt chạm vào đó để người ta mới phá cái đó được. Thật đó tu thiền là cái gì? Nó quay ngược lại ở trong nó tìm. Rồi thầy mới phá cái dính của nó thì nó thoát. Thấy không? Còn bây giờ tôi đây toàn là nhiều như hồi nào tôi giảng tôi đưa chú thuyết không à. À Phật thuyết có nhiều gì mới tin thôi, súng nhà mà tin. À đứa nhà mà tin. Rồi cuối cùng bây giờ thành cái gì? Nó gọi là cuồng tín. Đạo này nó cuồng tín lắm á, tại súng nhau tin không à. Chưa bao giờ chữ quay xét hành động đó, cái suy nghĩ đó, cái việc làm đó, nó đang đưa tôi tới đâu, nó đưa tinh thần tôi tới mức độ nào đây, tinh thần tôi tới mức độ là bây giờ nó khủng hoảng, nó quá khích hay là cái gì đây, mình phải đặt lại, thấy không? Rồi sau đó mình mới đem cái lý là nói là gì, khi mình nó quá khích cái này gì rồi tôi bỏ quên cái mặt bên trái của nó rồi, thì mới điều chỉnh đó, tu lại gì chỉnh cái tâm mình lại, ít nhất mình phải thấy cái tâm mình nó kẹt ở đâu để mình chỉnh đó. Còn giờ mà không thấy mình không thấy cái tâm của mình, không cách nào mình chỉnh được hết ra đó, thì quý vị phải xét lại cái hành động của mình làm. Bây giờ tôi nói công ăn việc làm tôi nè, tôi làm hàng ngày nó đưa tôi tới tình trạng gì, tại sao bây giờ tôi phải làm vừa tha người ta, tôi làm nhiều, cái lời nói chuyện tôi, nó suy nghĩ tôi là nó đang tôi đưa tôi tới hạnh phúc thật sự hay không, hay là nó đang tôi đưa tôi tới cái gì. Quý vị phải đặt cái vấn đề đó, vì cảm thấy rằng à cái suy nghĩ này nó chưa đưa tôi tới hạnh phúc thật, thì lúc đó là mình mới có vấn đề để mình triển khai nó, mình bổ sung nó. Tại mọi người có lối suy nghĩ khác, có đồng động khác, không thể nào đưa một giải pháp mà chung hết, bởi vì Phật mới thuyết nhiều kinh. Khi Phật thuyết nhiều kinh rồi Phật nói tao không nói kinh nào hết đâu. Tại vì kinh đó nó có hợp với người đó không à, hiểu không? Lý do tại sao không đưa giải pháp mà đưa nguyên tắc thôi. Khi nào mình chưa biết cái của mình, cái bản thể mình là cái gì, cái bản ngã mình là cái gì, cái hành động công ăn việc làm mình hàng ngày nó đưa mình đến trạng thái gì đây, cái hạnh phúc mình đang hưởng đây nó phải hạnh phúc thật sự hay không, hay là một hạnh phúc tạm bợ mà bây giờ mình phải dùng cái gì để mình thoát nó. Thì Phật nói là khi tâm đừng có dính mắc bởi tất cả những cái chấp trước, những cái cực, những cái ý nghĩ, cái suy ngẫm, đa số là cái tâm mình nhiều. Tất cả cái hạnh phúc đau khổ cho tâm nó tạo. Cảnh hoàn toàn nó không có tạo mình hạnh phúc đau khổ. Thế là một ly thuốc thiệt là đắng á, chưa chắc nó làm cho người ta đau khổ, bởi vì có người vẫn thích đắng. Thấy không? Khi cái tâm người đó thích đắng rồi, thì ly thuốc đắng nó trở thành ra cái gì? Là đồ ngon quá ạ. Cái người mà không thích uống rượu, cái gì uống vô, uống rượu vô là nhăn mặt nhăn mày liền. Rõ ràng cái tâm của mình là một sự chọn lựa pháp. Thấy không? Chỉ khi hết mình quán xét ngược đó là trong tâm mình thì mình mới tìm giải pháp cho chính đích thực cho mình thật. À, nếu mình tìm không ra đó thì đó mới lấy được Phật xen vô. Đây là Phật xen vô, càng như Phật nói là lý do cái gì đau khổ là gì? À, là bởi vì nhìn tất cả các pháp mà dính chặt quá. Hãy xả lỏng nó đi. Xả bớt nó đi, hãy nhìn được chiều hướng khác. Khi cái tâm mình nhìn được nhiều khía cạnh đó, khi mình bị cái này nó xiết thì dùng khía cạnh khác để trung hòa đó. Bởi vì cái pháp nhìn khía cạnh nào nó cũng là nó thôi. Nhưng mà ít nhất mình đang biết mình kẹt cái gì. Nếu mình không biết mình kẹt cái gì thì làm cách nào mình phá, hiểu không?
Thành ra Đức Phật thuyết nhiều kinh, bây giờ anh hỏi tôi chỉ cách nào, tôi nói vậy đọc hết kinh Phật đi rồi biết à. Tại vì Đức Phật mỗi mỗi người Đức Phật chỉ cách, mọi người Đức Phật chỉ cách. Thế không? Thành ra cái hay nhất là sao? Giờ đặt vấn đề trước, đặt vấn đề về cái bản ngã của mình này, bản chất của mình này. Thế không? Cái việc làm mình nó có ý nghĩa gì không? Nó có đưa mình tới đâu không? Hạnh phúc mình hồi nào tới giờ mình xảy ra nó phải thật sự là hạnh phúc. Thế không? Nó hạnh phúc với những điều kiện gì? Tặng hạn bây giờ mình muốn đứa con nó có hiếu, lấy cái hiếu là hạnh phúc. Thấy không? Thì khi nó bất hiếu sẽ không hạnh phúc. Tại vì mình chắc chặt chỉ như vậy mới là hạnh phúc thôi. Thấy không? Mà cái thằng đứa con mình mà không phải là chắc chặt gì không, mà chắc chặt cái hiếu là như thế nào nữa chứ. Nó làm khác cái đó thì thằng đó nó báo hiếu, nó làm khác là nó không hiếu. Thấy không? Tâm của thằng báo hiếu nó nghĩ nó làm cái hành động khác này là báo hiếu nó chứ. Thành hạnh phúc á là thực sự là tại vì mình bị định kiến, mình bị thiên chấp trong một cái tư tưởng nào đó mà mình đặt cái đó là hạnh phúc của mình. Khi cái tâm mình nhìn được các pháp nó bản thể nó là một sự giả hợp, nó không có một tự tánh, tức là không có bản thể nào, nó chưa có lối nhìn nào nhất định của một pháp nào hết trơn á. Cũng như là cái người vô minh á, cũng như người vô minh cũng như là tưởng tượng như người mù vậy đó. Thấy không? Mù mà rời con voi đó thì mỗi người thấy một cách. Cũng như thấy một khía cạnh con voi, không hẳn là nó đã sai, nhưng mà đó là một khía cạnh thôi, nó không phải là toàn thể. Thấy không? Nhưng mà khi mình thấy được cái cạnh, biết là các pháp có thể nhìn được nhiều khía cạnh, thì mình có thể mình không dính mắc bởi nó nhiều, và lúc đó mình đang bị nó soi chuyển chỗ này thì mình dùng chiều khác mình soi chuyển lại để cái hạnh phúc nó, cái tâm mình thấy được phương diện khác thì cái tâm mình nó sẽ quên nó đi. Tức là sao? Là xóa bỏ định kiến thì cái hạnh phúc từ từ nó sẽ xuất hiện. Xóa bỏ định kiến đúng không vậy? Đúng. Đạt luôn. Xóa bỏ định kiến là kẹt vào cái xóa bỏ định kiến rồi. Cái gì nữa? Cũng như mình nói tham quá nên khổ, bây giờ tôi phải diệt tham. Chính bị anh diệt tham, anh siết. Thấy không? Mà diệt tham đâu phải dễ. Rồi nó siết mình còn khổ hơn là bên tham nữa. Có tham thì nhiều khi nó còn đỡ. Bây giờ diệt tham đủ một cách nào cũng diệt cái tham hiện ra trước mắt mình. Mà bây giờ mình phải không cho nó xuất hiện nữa, phải là phe lờ nó đi này kia, rồi nó còn khổ sở gấp mấy càng lần hơn kia nữa. Tức là khi nào mình có, khi nào mình thấy một cái pháp đó, nó làm một cái gì, nó trở thành một cái gì cố định, kiên cố mà không có thể so chuyển được đó, là mình chết. Khi thấy được cái pháp trên nhiều phương diện khác nhau, khi được làm sao mà thấy được các pháp nhiều phương diện khác nhau, rồi sau đó mình đặt cái gì? Đập cái tâm xả bỏ, vì nó nhiều phân nhiều khác nhau nên là cảm thấy nó vô nghĩa lý để mình dính chặt với nó. Thấy không? Mình phải thấy cái vấn đề mà dính chặt với một cái, trong một cái nó có nhiều cái khác nhau thì là một cái chuyện vô nghĩa lý. Nó chứ phải xả được cái tâm đó thôi à. Thấy không? Đó. Thì xả tâm đó thì lúc nào mình bị cái này nó siết thì mình lấy một cái tự tánh khác của nó ra để mình trung hòa lại thôi. Thì con người từ từ nó sẽ điều chỉnh lại, nó điều chỉnh, nó yên ổn lại. Tức là tập nhìn cái pháp lại. Tập nhìn cái pháp, rồi trong cái tập cái nhìn cái pháp nó quấn luyện cái tâm mình theo lối nhìn đó. Hay tức là trong cái kinh điển nó nói là cái lối này là gì? Là không có cố chấp, không có định kiến, không có chấp trước. Đi vào ngã trung đạo, không có dính mắc bởi hai bên. Hai bên tức là nhiều bên đó. Đó là cái là đứng cái bên nào mình cũng không có dính nó hết trơn á. Thấy không? Rồi vậy đúng không? Vậy đúng không? Giáo lý này nó rất là thấp, nó là sống á, nhưng mà nó cũng rất là cao. Tụi ta tự hiểu vậy mới gì hiểu á. Vậy đúng không vậy? Bởi tôi nói cái vậy đó, bởi vì phải tự xem lại. Cái này nó chỉ có hai cái thôi, làm sao đứng ở giữa được là xong. Đứng ở giữa được là xong. Thấy không? Tại vì khi có là bởi vì cứng ngắc à, bởi vì kẹt một chiều nhìn rồi. Tôi nói phải đạt được cái nhiều cái nhìn. Mà nhiều cái nhìn này bởi vì nó có không được, nó không cũng được. Là tại nó nhiều cái thành không cái nào nó trúng hết trơn á. Là mình nói có thì nó đặt hết. Mà nó không cũng không được là tại nó có nhiều cái. Thành nó không có khó không như trong này. Bây giờ khó không khó hiểu lắm. Dạ có không không bên đi. Phải không? Tức là hạnh phúc an lạc thật sự là phải làm sao điều chỉnh cái tâm của mình. Nhớ. Đừng có tin chắc một cái gì cho nó là thật. Cho nó là một, nó có một cái đặc tính gì đặc biệt hết trơn á. Vì khi mình cố định một cái giáo điều, một cái chủ thuyết, một cái phương pháp, thì mình bị cái đó nó ràng buộc và cái tâm mình không rộng mở được để mình lấy những cái pháp khác. Và mình không nhìn được cái cạnh của cái pháp khác, nên cái pháp này mỗi pháp nó có đặc tánh. Không có pháp nào không có đặc tánh, khi nó trở thành một pháp nó có đặc tánh như thế nào rồi.
mà bị đặc tánh là nó ràng buộc rồi đó, thì mình bị dính chặt trong này, mình không bao giờ mình thấy những đặc tánh rộng rãi của những cái khác, mà mình bị trong này nó rất soi kiểm mình hoài, mình khổ sở trong đó. Như vậy là sao? Không được, những bình hoa là bình hoa nó cũng rật lắc rồi. Là cô nhìn một khía cạnh khi cô cố định bình hoa là một cái bình hoa là cái tâm cô có định kiến cho cái bình hoa rồi. Cái bình hoa mà nó cũng không phải là cái bình hoa thì mới là cái nhìn trúc. Cô định kiến là cái bình hoa rồi, thành ra cái bình hoa nó xảy ra cái gì mà không phải là cái bình hoa nữa là cô khổ sở. Thấy không? Cái khổ nó sẽ hoài, khi mình chưa phá được cái định kiến đó thì nó sẽ khổ hoài. Không có, ngày sau chửi anh vẫn khổ à, khi anh chấp nhận rằng là có cái tiếng chửi là một sự có thật, và có bản ngã là bản ngạnh là một sự có thật, là anh sẽ khổ hoài à. Thì anh vượt khỏi được cái định kiến đó rồi. Tại vì anh vẫn thấy tiếng chửi là một cái gì có thật hết đó. Anh chấp nhận là cái chửi là cái gì xúc phạm gì đủ thứ trong người anh, nó tự nhiên bản năng nó phát ra. Lúc đó anh có thể nhẫn nhục, anh nén đợi thôi, chứ anh không thể xả được nó. Còn cái này ta xả được nó, vì ta thấy rằng nó không có là cái gì là thật hết rồi, người ta mới xả được, đúng không? Làm cho là có một người đang nhận cái chửi đó thì khi đầu tiên chỉ có anh nén lại thôi, chứ thì đâu có xả nó đâu. Không phải, mình làm mình dùng một pháp đối trị nào đi nữa thì mình bị cái pháp đó ràng buộc mình à, mình không có thoát được. Phải không? Khi nào cái tiếng chửi đó anh vẫn nghe, anh vẫn nghe, nhưng mà anh chỉ cảm thấy rằng cái chửi này nó, hoặc là mình sẽ chuyển nó qua một cái nhìn khác của về cái chửi, tại vì nó có nhiều cái tự tánh nằm trong cái tiếng chửi đó, thấy không? Còn nếu mà giờ trong tâm anh đã nhất phát tiếng chửi là cái gì nó xúc phạm đến mình, anh cho nó có tự tánh nhất định là tiếng chửi rồi, và có cái bản ngã đang nhận cái tự tánh đó thì không cách nào anh vượt qua được nó hết trơn á. Anh phải thấy nó là một cái tự tánh khác, đây là một cái công đức thì anh mới vượt được nó. Nó không còn một cái gì xúc phạm mình nữa, nó là gì tăng trưởng mình lên thì anh mới vượt được cái phiền não bởi nó thành ra, hiểu không? Tại vì anh nhìn được nhiều khía cạnh nên anh chuyển được nó. Còn trong tâm anh đã định kiến tiếng chửi rồi, trong đầu anh nghĩa xác định định danh là ngoài hết trơn rồi, có đối tượng đặt lãnh, có người đang chửi thì kia, thì thôi anh dính cứng gắt ba bốn khía cạnh rồi, cách nào mà anh chuyển được, thấy không? Chuyện gì bây giờ tiếng chửi không phải là tiếng chửi nữa mà là dòng nhạc thôi, nó là nó xong rồi, thấy không? Giờ chửi dòng nhạc khó quá, không thể là dòng nhạc được, thấy không? Chứ thầy có nghĩ này, ví dụ như là con dạy nó là nó đi thưa về rất là ngoan ngoãn, không biết tự nhiên nó một cái lý do gì nó đi nó không chào con. Thế nên nó như thường thì con nghĩ rằng nó như vậy là nó hôm nay đã hỗn mình. Nhưng mà con giờ con lại nghĩ là ô chắc nó quên. An ủi à. Không, cái đó an ủi tại vì cô đã có trong cái chăm chấp cô đó, nghĩa là phải thưa về trình mới là một cái sự lễ phép, cô dính cứng cái đó rồi, thấy không? Thành ra cô dùng những cái lý luận khác để cô an ủi, nhẫn cô vẫn bị dính cứng cái đi thưa về trình là cái sự lễ phép, thấy không? Chứ cô không biết là cái lễ phép nó có thể nó vượt ngoài cái sự đi thưa về trình. Thế bây giờ ngồi cho em, bởi giải pháp đó là mình đặt ra. Cô chào con về, chú chào con đi. Không, mình nói bây giờ cái loại chào hỏi thực sự á, nó chỉ là một cái hình thức thôi, cũng như cái mình đi vào cái pháp Phật mà đi bằng hình thức vậy đó, nó không có cái tâm đâu. Cũng như một ngày phải lễ lại mấy bao nhiêu tiếng tụng bao nhiêu câu đại khái vậy đó. Thấy không? Nó không có cái sự hiểu biết, có một sự minh đâu, tức là đừng có dính mắc vào nó nhiều, đúng là Phật pháp. Bây giờ dính mắc ai, bây giờ dính mắc ở pháp, dính mắc ở thầy, dính mắc ở các kinh pháp nhà như sự lễ phép và sự dính mắc. Thấy không? Bây giờ không biết là Đức Phật bản thể là cái gì? Là vô lượng thân. Nó không có thân nào đủ gì để bái hết trơn á. Thấy không? À, Đức Phật cũng là cái bàn, cũng là cái ghế. Bây giờ lễ cái bàn nó cũng thành Phật được đó. Thành ra chư tổ đụng cái gì nó cũng sẽ giác ngộ được, là tại vì cái nào cũng là Phật dạy hết trơn á. Mà quý vị không thấy như vậy. Quý vị chỉ thấy là Phật là kinh điển mới là giáo pháp Phật, lời giảng của Phật mới là giáo pháp Phật. Thấy không? Cũng như là cô này cũng nói là chỉ có cái chào hỏi mới là lễ nghi thôi. Và khi nào cái tâm cô không còn nghĩ vượt ngoài cái chào hỏi là lễ nghi, cái lễ nghi nó có thể biểu lộ trong cái hơi thở, cái bổ biểu lộ trong ánh nhìn, biểu lộ trong cái tâm của nó. Nếu mình chấp nhận như vậy đó, thì mình có thể mình chấp nhận rằng là cái lễ nghi nó không xảy ra cái này, nhưng mình biết nó vẫn là có lễ, hiểu không? Còn tại vì mình cứ chấp nhận cái này, thành ra khi nó quên cái đó thì vẫn đem cái đó áp đặt nó, là tại vì nó quên, cũng chấp nhận cái này là một hình thức của lễ nghi chứ đâu có xả được nó đâu. Thấy không? Cô nói là cái lễ nghi thực sự nó làm nó vô tự tánh, nó không có cái tánh nào trên đó. Thấy không? Nó là một loại tiếng, một cái lối đi nó nhẹ nhàng khi qua mình, nó cũng chứng tỏ cái lễ nghi nữa.
nha, nó đi ngang sợ làm cho mình bị giật mình, nó đi nhẹ nhàng qua bên, bắt đầu nó tự hỏi cũng là lễ nghi rồi, mình phải vượt qua những cái đó để thấy lễ nghi nó nhiều phương diện nó xảy ra thì mình mới thoát được cái hình thức là lễ bái hay là chào hỏi mới là lễ nghi. Cô bị định kiến của lễ nghi nên cô bị nó ràng buộc, nó soi chuyển rồi mình thoát không được. Thế nào rồi mình tự an ủi là tại có cái này, tại có cái kia thêm thắt vô, đừng giữ hình thức này à, thành ra cô bị nó siết hoài. Hạnh phúc gia đình cũng vậy, mình cứ cho ông chồng mình hạnh phúc hay là ông chồng mình không hạnh phúc hay là con mình như vậy mới làm cái này cái kia, nó toàn là định kiến của mình không à. Mình muốn người ta hòa hợp với mình, người ta làm thỏa mãn tất cả quan niệm của mình, nhưng mà chưa hề bao giờ để mình hòa hợp, để mình thỏa mãn cái quan niệm nhìn của nó. Nó có quan niệm của nó chứ, thấy không? Thành ra cái hòa hợp là vậy đó. Khi cuộc sống mà mình chấp nhận những quan niệm khác cho người khác để mình hòa hợp, để mình nhìn, tức là mình nhìn được người khía cạnh thì đời sống hạnh phúc sẽ xảy ra. Đời sống hạnh phúc là sống tương đối giữa những người chung quanh, thấy không? Thường thường là mình chấp nhận, ta nói là mình thực sự hạnh phúc nó không bao giờ nó xảy ra thực sự khi nào mình còn vẫn chấp thủ một quan niệm, chấp thủ định kiến mà không nhìn được một pháp bản thể hồi nào tới giờ nó có nhiều cái mặt để mình nhìn, nó gọi là vô tự tánh. Vô tự tánh có nghĩa là không có định nghĩa nó được, bởi mặt nào nhìn nó cũng trúng hết trơn á, nên gọi là vô tự tánh, mà mặt nào nhìn cũng trúng hết trơn nên nó là không. Nó không không có nghĩa là nó không có, nó có nhưng mà có nhiều mặt quá, hiểu không? Cũng như là kinh Phổ Môn nói đó, ngài Bạch Thế Âm hiện đủ loại thân đó, hiện hết loại thân thì thân nào cũng là Quan Âm hết trơn á, nhưng mà thân nào cũng không phải là Quan Âm hết trơn á. Nó giống như vậy, một pháp nhìn như vậy đó, tức mình nhìn cái cảnh khác để mình rồi mình nhìn cái cảnh khác là tự nhiên mình vui vẻ à. Vui vẻ, vui vẻ là tại sao mình tìm hạnh phúc cho chính mình mà, chứ phải nói đâu có hạnh phúc gì, ví dụ nó chào cô đâu. Mình tìm hạnh phúc để mình giải quyết cái bế tắc của mình thôi. Khi mình thấy à đó, nó là chứng tỏ được cái sự lễ khác của nó, tự nhiên người mình vui, mình sung sướng là đứa con mình luôn luôn nó cũng hạnh phúc. Tại vì mình nhìn mình cho là phải như vậy thôi, thành rồi mới chết. Thấy không? Nhưng mà nếu mà nó có những cái thế này nè, tức là phải tập tâm xả. Thấy không? Nhưng mà tâm xả đó, nhưng mà tâm xả này không có nghĩa rằng là muốn làm gì làm. Thấy không? Tôi xả hết rồi, bây giờ tôi không có care gì hết, tôi muốn làm gì làm là chết đó. Thấy không? Cái xả này đó tức là biết rằng cái bản thất pháp nó vô tự tánh, không nghĩa là nó mất cái này đâu. Mình xả cái tôi nó dùng giờ tôi dù cái người xả bỏ là như này, người xả bỏ cái xả này là hoàn một cái gì phải từ nè. Tôi ghét người quá giờ tôi không care người đó nữa. Thấy không? Tôi thù hận người đó quá, thế là tôi căm giận người quá, tôi xả người đó qua bên đó không? Là tôi lại không có care gì người đó được. Cái xả đó là bà toàn là trật. Người đó vẫn tồn tại bên đây nè. Thấy không? Nó thành ra mình không cách nào đẩy người đó qua khỏi cái này được hết trơn, nó vẫn là một hiền khác cái cạnh bên đây. Nhưng mà khi mình xả gọi là mình nhìn thấy những cái đẹp của người đó, nhiều cái cạnh để mình không thấy được cái cạnh này nữa thì cái tâm mình hạnh phúc, tại vì những cái cạnh này nó hạnh phúc của mình.